Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào dạng labeling a diagram. A diagram nghĩa là sao? Ở đây thì diagram có nghĩa là một cái hình ảnh, thông thường là một cái vật gì đó, và người ta có những cái, và một cái vật đó có rất nhiều bộ phận, người ta đã làm khuyết đi một số bộ phận. Nhiệm vụ của mình là nghe và sẽ đoán xem là cái bộ phận đó là bộ phận gì vậy. Thì để làm được cái bài như kiểu này nè, mình cần có từ vựng chuyên môn hay là từ vựng về kỹ thuật. Ví dụ các bạn nhìn cái này là một cái water heater, một cái máy đun nước nóng đúng không? Thì ít nhất mình cũng phải biết tiếng Anh của các từ vựng như là nút vặn là gì nè, đèn nè, tắt bật ống nước, vòi nước vân vân là cái gì. Thì lúc đấy mình mới track được là speaker đang nói về bộ phận nào vậy. Rồi, hoặc là nếu người ta cho một cái thẻ ATM thì ít nhất mình phải biết là con chip là nó là cái gì và nó nằm ở chỗ nào, mã pin là cái gì, chữ nổi in trên cái tấm card đó là cái gì, rồi số CVV đối với thẻ Visa là cái gì, ví dụ như vậy. Rồi, mình nhớ là khi mà mình nghe mình phải lấy tay mình track thật là kỹ xem là speaker đang nói tới cái phần nào của cái vật đó vậy. Đang nói, người ta đang nói bên trên nè, bên nắp, hay là bên dưới đáy, hay là phía bên trái, hay là phía bên phải, để mình biết, mà mình còn biết là người ta đang nói tới đâu. Rồi, bây giờ ví dụ một cái bài tập như là trên màn hình, thì đối với bài này ít nhất chúng ta cũng phải biết được một cái lượng từ vựng như thế này. Ví dụ ở đây thì chúng ta cần biết từ electricity là điện nè, rồi on off thì mình biết đây là tắt bật, switch là cái công tắc tắt bật thôi, reset button, button là cái nút đúng không? Khi nói về nút thì mình cũng nên biết từ nhấn, ví dụ nhấn nút là press the button, rồi reset là reset lại cái máy, tắt đi mở lại đó. Time control, điều khiển thời gian, warning indicator, giả sử mình không biết đi nhưng warning mình phải biết là cảnh báo. Rồi, đối với water heater này, mình cần biết thêm đó là để xác định xem là speaker đang nói về cái hướng nào vậy, mình cần phải biết. Khi mà câu 11 nè, các bạn nhìn thấy câu 11 là chỉ cái nút tròn thứ nhất, thì có thể người ta sẽ nói là the first button, hoặc là the button on the left, hoặc là cái nút ở phía bên trái của bạn nè, chính là cái nút thứ nhất này đây. Rồi đối với cái nút thứ hai, có nghĩa là nút ở giữa, ở đây có ba cái nút nè. Nút ở giữa người ta có thể dùng chữ in the center nè, hoặc là middle, hoặc là second, the second button, cái nút thứ hai. Rồi còn cái nút cuối cùng là the last button, hoặc là the button on your right hand, hoặc là the third button. Đó, giả sử như vậy. Rồi, cái nút này là để điều khiển hot water, nút ở giữa là để điều khiển control heating radiator. Vậy thì cái nút thứ nhất là nút để làm gì? Đó, chúng ta cần nghe xem là nó để làm công dụng gì trên đây. Rồi, đến với số 12 thì mình nhìn kỹ ở bên dưới, nó có một cái giống kiểu như cái nút luôn này. Mình cũng không biết cái này là cái gì, nhưng mà nó ở bên dưới cái nút thứ hai, đúng không? Vậy thì mình cần biết chữ bên dưới là under hoặc là below, ví dụ như vậy. Rồi còn cái 13 là nó ở bên dưới cái nút thứ ba. Đó, under the third button là cái gì? Rồi, sau khi mà mình đã có từ vựng rồi và mình đã track được là mình cần biết một số từ để mình track xem speaker đang nói tới chỗ nào rồi, thì bây giờ mình phải tập trung hết sức để mình nghe. Bây giờ mình sẽ mở video và mình bắt đầu nghe ha. Hello. Hi, it's Laura Carlton here. We've just arrived at the holiday flat, but I can't get the hot water and heating to work. Oh, right. That's easy. Don't worry. In the upstairs cupboard, you'll find the water heater. You'll see three main controls on the left at the bottom of the heater. The first one, the round one on the far left, is the most important one for the heating and hot water. It's the main control switch. Make sure it's in the on position. The switch itself doesn't light up, but the little square below will be black if the switch is off. That's probably what's happened. It's got switched off by mistake. The middle one of these three controls, you'll see it's slightly larger than the first one, controls the radiators. If you feel cold while you're there and need the radiators on, this needs to be turned to maximum. The last of the three controls, the one on the right, is usually on about a number 4 setting, which for the water in the taps is usually quite hot enough. Below the heating controls in the middle is a small round plastic button. If there isn't enough water in the pipes, sometimes the heater goes out.
If this happens, you'll need to press this button to reset the heater. Hold it in for about 5 seconds and the heater should come on again. Then there's a little square indicator under the third knob that's a kind of alarm light. It'll flash if you need to reset the heater. It sounds complicated. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa. Hello? Hi, it's Laura Carlton here. We've just arrived at the holiday flat, but I can't get the hot water and heating to work. Oh, right. That's easy. Don't worry. In the upstairs cupboard, you'll find the water heater. You'll see 3 main controls on the left at the bottom of the heater. The first one, the round one on the far left, is the most important one for the heating and hot water. It's the main control switch. Make sure it's in the on position. The switch itself doesn't light up, but the little square below will be black if the switch is off. That's probably what's happened. It's got switched off by mistake. The middle one of these 3 controls, you'll see it's slightly larger than the first one, controls the radiators. If you feel cold while you're there and need the radiators on, this needs to be turned to maximum. The last of the 3 controls, the one on the right, is usually on about a number 4 setting, which for the water in the taps is usually quite hot enough. Below the heating controls in the middle is a small round plastic button. If there isn't enough water in the pipes, sometimes the heater goes out. If this happens, you'll need to press this button to reset the heater. Hold it in for about 5 seconds and the heater should come on again. Then there's a little square indicator under the third knob that's a kind of alarm light. It'll flash if you need to reset the heater. It sounds complicated. Rồi, vậy bây giờ đáp án của chúng ta nè. Rồi bây giờ chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là phải phân tích cái transcript này và xem coi là tại sao đáp án nó lại là như vậy. Ha. Thì bên Huyền đã cho cái transcript này rất là kỹ. Ở track 80 các bạn có thể mở thành ebook. Rồi mình hãy xem và mình sẽ phân tích. Ở đó Huyền có dịch tiếng Việt sẵn cho mình luôn rồi, thì mình chắc chắn là mình sẽ biết là tại sao nó là như vậy. Cái chính trong những cái bài này là phải track được cái phương hướng. Các bạn nhìn thấy hồi nãy mình dự đoán những cái gì là đúng luôn đúng không? Ở đây người ta nói là có một cái gì đấy under the third button, ở dưới cái nút thứ 3 ấy đó. Mình phải biết những cái từ đó để mình track phương hướng. Đôi khi mình không có nghe được toàn diện đâu, nhưng mà ít nhất mình nghe được một vài cái từ khóa chính ấy, thì mình cũng có thể làm được. Ở đây câu 13 là hơi khó thôi, bởi vì nó không nhắc gì tới warning, nhưng nó bảo có một cái alarm light, có nghĩa là một cái đèn mà sẽ thông báo. Cái alarm ở đây cũng có nghĩa là một cái dạng cảnh báo, thì nó bằng với chữ warning ha, nó dùng paraphrase ở đây. Rồi, thì đối với cái bài mà dạng labeling a diagram cho như thế này thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý về cái từ vựng chuyên môn kỹ thuật. Cái lần đầu tiên Huyền đi thi là cũng trúng cái dạng này vào section số 2. Người ta cho một cái ô tô và người ta cho một số cái bộ phận trên ô tô bị khuyết đi rồi. Huyền nhớ lại là làm được cũng được, nhưng mà có khoảng 2 chỗ trống là mình biết là cái đó là cái gì bên tiếng Việt nhưng mà lại không thể nào, nhưng mà không biết nó bên tiếng Anh. Do đó là như vậy là coi như lỡ mất 2 câu luôn rồi. Đó. Như vậy là khi mà mình làm những cái dạng bài như này nè. Ví dụ hôm nay mình làm về cái water heater thì mình phải ghi lại những cái từ chuyên môn riêng về cái phần đó. Về thẻ TM thì riêng về phần đó. Sau này mình gặp về xe đạp hay về xe máy ô tô thì mình ghi từ vựng riêng về cái phần đó cho những cái này, thì đến lúc đấy thì mình mới có thể biết được. Và nhớ là track xem speaker đang nói về bộ phận nào vậy. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.